Bình chữa cháy xách tay là loại phương tiện chữa cháy ban đầu được trang bị phổ biến tại các khu dân cư. Loại phương tiện này có hiệu quả cao trong việc xử lý các đám cháy vừa và nhỏ hoặc mới phát sinh. Tuy nhiên, khi bùng cháy các đám cháy lớn hoặc những đám cháy đã lan rộng thì người dân sẽ khó xử lý hơn cũng như là dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cũng vì vậy mà một số mô hình phòng cháy chữa cháy mới đang được triển khai, đặc biệt trong các khu vực ngõ sâu, nơi mà lực lượng chức năng khó tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy nổ. Mô hình hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy vách tường mới được thí điểm tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Hệ thống bao gồm hàng chục họng nước và tủ vòi lăng được liên kết với nhau, đặt rải rác trong các ngõ ngách. Khi có hỏa hoạn, nước sẽ được hút từ các bể ngầm trong khu dân cư thông qua máy bơm điện. Người dân có thể xử lý các đám cháy trên cao hoặc ở các khoảng cách xa mà không phải tiếp cận. Thứ ra bản thân là cái vòi nó xì rất là mạnh, nhưng mà nếu như mà được tiếp xúc nhiều ấy, thì mình sẽ biết cách cầm và mình sẽ không bị run tay và mình không bị cuống nữa. Nếu như mà đám cháy to quá thì mình có thể là mình cầm cự được cho đến khi mà lực lượng chức năng đến, nó sẽ giảm hiểu đi rất nhiều cái thiệt hại. Bên cạnh các họng nước cố định, khu dân cư còn trang bị các máy bơm cơ động có thể hút trực tiếp từ bể nước của các hộ dân lân cận nơi xảy ra cháy. Toàn bộ hệ thống cấp nước, trang thiết bị đều được người dân tự nguyện đóng góp kinh phí. Sẵn sàng đóng góp tất cả các thứ phục vụ cho vấn đề cứu hỏa, với là thiết thực cho từng gia đình một, và họ nhận thấy đây là thiết thực cho từng gia đình và cho cuộc sống và tính mạng của người từng gia đình một, cho nên dân dân người ta rất đồng tình ủng hộ. Không chỉ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được hưởng lợi từ mô hình này. Khi cháy trong ngõ sâu, lực lượng chức năng có thể đấu nối trực tiếp vòi từ xe chữa cháy vào các họng tiếp nước được đặt ở các đầu ngõ, thay vì phải kéo hàng trăm mét vòi từ đường lớn như thông thường. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đấu nối trực tiếp đường vòi vào trong hệ thống họng nước chữa cháy cách tường của khu dân cư, nó vẫn đảm bảo áp suất như khi lực lượng chữa cháy giải vòi trực tiếp. Trong khi đó, thời gian thì chúng ta có thể giảm thiểu được cái thời gian từ 3 đến 5 phút có thể giải xong đường vòi. Sau gần nửa năm thí điểm, giải pháp hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy vách tường sẽ được tiếp tục kêu gọi triển khai trên các địa bàn khác của quận Cầu Giấy trong thời gian tới.